Điều Trossard không ngờ khi đến Arsenal. Phong độ của Leandro Trossard là một yếu tố quan trọng trong chuỗi kết quả ấn tượng đó, mà đỉnh cao là chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace vào chủ nhật tuần trước. Trossard đã tỏ ra hiệu quả nhất cho đến nay ở vị trí trung phong cắm, thay thế cho Eddie Nketiah và Gabriel Jesus. Trossard nói: "Có lẽ tôi không mong đợi được chơi nhiều phút như vậy, nhưng những chấn thương của người khác đã giúp tôi một chút. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi đến với một tập thể tuyệt vời, với đầy những cầu thủ tuyệt vời. Điều đó cũng giúp cho người mới dễ dàng thích nghi và đạt đến cấp độ cao. Đó là khoảng thời gian rất bận rộn và kỳ lạ đối với tôi, nhưng tôi rất vui vì đã có thể gia nhập Arsenal. Tôi nghĩ đó là một bước đi tuyệt vời đối với tôi. Chúng ta đều biết vô địch giải đấu này khó như thế nào. Hãy nhìn vào cách mà Manchester City và Liverpool trong những năm gần đây. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và chúng tôi đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng chúng tôi đang làm tốt." Nghỉ hết mùa, sao Arsenal phá vỡ im lặng? Tuyển thủ Nhật Bản gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối trong thất bại trước Sporting Lisbon ở Europa League. Arsenal xác nhận rằng Takehiro Tomiyasu cần phải tiến hành phẫu thuật trong tuần này. Đó là một đòn giáng mạnh đối với pháo thủ, đội đang dẫn đầu Premier League với cách biệt 8 điểm so với Manchester City khi mùa giải còn 10 trận. Câu lạc bộ phía Bắc thành London chỉ có thể hy vọng Tomiyasu trở lại kịp thời cho giai đoạn tiền mùa giải trong mùa hè 2023. Mới nhất, Tomiyasu đã chia sẻ: "Hãy ngẩng cao đầu và luôn lạc quan. Tôi tin rằng đây là cơ hội tốt để trở thành một người đàn ông và một cầu thủ tốt hơn. Cảm ơn vì những tin nhắn ấm áp và sự ủng hộ của các bạn. Hẹn sớm gặp lại." Mặc dù Tomiyasu chủ yếu được sử dụng như một phương án dự phòng cho Ben White ở vị trí hậu vệ cánh phải trong mùa giải năm nay, nhưng sự vắng mặt này thực sự khiến cho hàng thủ của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó, Arsenal cũng xác nhận rằng cũng không có William Saliba trong vài tuần tới cũng vì lý do chấn thương. Sao Arsenal có thể gây quỹ 40 triệu bảng cho Arteta? Mùa này Kieran Tierney mới đá chính 4 trận ở Premier League và đã mất vị trí vào tay của Oleksandr Zinchenko. Hiện anh đang trở thành mục tiêu theo đuổi của Newcastle, theo tiết lộ của tờ Telegraph. Phóng viên Ben Jacobs của CBS đã tiết lộ rằng Arsenal có thể thu về tới 40 triệu bảng cho thương vụ này. Phát biểu với Give Me Sport, nhà báo này cho biết: "Tôi không nghĩ họ muốn giảm lương cho cậu ấy, nhưng tôi nghĩ rằng họ rất cởi mở về khả năng để cậu ấy ra đi. Tôi nghĩ rằng họ hài lòng với cậu ấy trong tư cách là một cầu thủ. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và họ hoàn toàn hài lòng với trình độ mà cậu ấy có thể thi đấu. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy quá phù hợp với hệ thống." Đầu tháng này, Football Insider tuyên bố rằng Aston Villa cũng đang trong cuộc đua giành chữ ký của Tierney. Đây là nước đi táo bạo bởi Villa vừa chiêu mộ Alex Moreno từ Real Betis và vẫn còn Lucas Digne, một hậu vệ thực sự giàu kinh nghiệm ở Premier League trong đội hình. Chín thống kê đáng kinh ngạc của Bukayo Saka. Pháo thủ đang thi đấu rất tốt tại Premier League để chiếm trệ nơi ngôi đầu bảng xếp hạng, bỏ xa đội xếp thứ hai là Man City đến 8 điểm. Trong đó, Saka là một phần không thể thiếu trong lối chơi của Arsenal. Đóng góp cụ thể của anh về số bàn thắng và đường kiến tạo là không thể bàn cãi. Saka hiện đã vượt qua số bàn thắng mà anh ghi được ở mùa giải trước và ngôi sao trẻ người Anh chắc hẳn sẽ không chịu dừng lại. Mới 21 tuổi và tương lai của anh thật sự sáng lạn. Sau cú đúp của Saka vào lưới của Crystal Palace, huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ rõ sự phấn khích của mình: "Tôi nghĩ toàn đội đã làm rất tốt và rõ ràng, chúng tôi có những cá nhân xuất sắc ở cấp độ mà chúng tôi muốn. Và hôm nay Saka đã thực sự tuyệt vời một lần nữa. Cậu ấy vẫn khiêm tốn và biết rằng mình vẫn có thể làm tốt hơn nhiều. Đó là một điều tuyệt vời vì Saka vẫn mới 21 tuổi." Cùng chọn ra 9 thống kê cho thấy Bukayo Saka thực sự là ngôi sao của Arsenal. Saka có 22 lần đóng góp vào các bàn thắng của Arsenal tại Premier League với 12 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Anh là một trong 5 cầu thủ duy nhất ở châu Âu làm được điều này, bên cạnh Lionel Messi và Neymar của PSG, Kvitcha Kvaratskhelia của Napoli và Randal Kolo Muani của Frankfurt. Saka chỉ là cầu thủ thứ 8 của Arsenal đã có số ghi bàn và kiến tạo từ 10 trở lên trong một mùa giải Premier League. Những cầu thủ khác của Arsenal đã làm được điều này là huyền thoại Thierry Henry, Dennis Bergkamp và Cesc Fabregas. Mới 21 tuổi, Saka là cầu thủ của Arsenal trẻ nhất từng ghi được từ 10 bàn thắng và kiến tạo trở lên trong một mùa giải. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Fabregas, người làm được điều này tương tự ở tuổi 22. Erling Haaland và Harry Kane là những cầu thủ duy nhất ở Premier League có nhiều đóng góp vào bàn thắng hơn Saka. Và cần nhớ rằng đó là hai trung phong, trong khi Saka chỉ là một tiền đạo cánh. Saka đã tham gia vào 33,3% số bàn thắng mà Arsenal ghi được ở Premier League. Rõ ràng anh quá quan trọng vào thành công của pháo thủ tính đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ chạy cánh này đã có 12 bàn thắng ở Premier League mùa này, dù có chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG chỉ là 3,2.
Saka đã thực hiện tổng cộng 124 hành động tấn công trực tiếp dẫn đến một cú dứt điểm, gồm truyền, lừa bóng và buộc đối thủ phải phạm lỗi tại Premier League, và chỉ có 4 cầu thủ làm được nhiều hơn con số này. Saka đã thực hiện nhiều lần rê bóng thành công hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League với 46 lần. Trung bình anh ấy hoàn thành 37% số lần rê bóng mà mình thực hiện. 4 trong số 12 bàn thắng của Saka là những bàn thắng quyết định. Anh cũng đã ghi được 5 bàn thắng vào lưới các đội Big Six. Điều này cho thấy rằng tài năng trẻ này rất biết cách tỏa sáng trong các trận đấu lớn. Arsenal chốt hạ thương vụ 60 triệu euro. Arsenal đang muốn tăng cường chiều sâu cho hàng tiền vệ. Và dù đã bổ sung Jorginho vào tháng giêng, nhưng pháo thủ tin rằng họ vẫn cần thêm viện binh cho khu vực này nhằm hướng đến một mùa giải nhiều danh hiệu. Thời gian qua, đã xuất hiện không ít tin đồn về những cái tên mà huấn luyện viên Mikel Arteta nhắm đến, ví dụ như Declan Rice hay Moses Caicedo. Tuy nhiên, ngoài mục tiêu nói trên, theo nguồn tin từ Football London, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng dành sự quan tâm cho ngôi sao thuộc biên chế của Real Sociedad, Martin Zubimendi. Cầu thủ 24 tuổi nằm trong số những tiền vệ trung tâm hay nhất La Liga ở thời điểm hiện tại. Được biết vào kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, Arsenal cũng từng đánh tiếng chiêu mộ anh nhưng bất thành. Vì vậy họ dự định sẽ tái khởi động kế hoạch khi phiên chợ hè mở cửa. Martin Zubimendi có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro và pháo thủ có thể đưa ra một lời đề nghị có giá trị tương đương trong những tháng tới.